Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chiêm nghiệm hay suy ngẫm. Định nghĩa chính xác của chiêm nghiệm là gì? Thứ nhất, tập trung vào những thứ thuộc linh như một hình thức sùng kính riêng tư, một trạng thái nhận thức thần bí và bản thể của Chúa. Thứ hai, một hành động cân nhắc với sự chú ý, nghiên cứu đã đưa ra quyết định sau khi suy ngẫm nhiều. Chiêm nghiệm tâm linh là gì? Một người chiêm nghiệm chỉ đơn giản là một người dành sự quan tâm thiêng liêng của mình cho việc tu luyện cầu nguyện chiêm nghiệm, hoặc ít nhất là cởi mở để diễm nhận tiếp nhận việc sự nhận chiêm nghiệm theo thiết kế của Thiên Chúa. Chiêm nghiệm công giáo là gì? Trong giáo hội công giáo La Mã, chiêm nghiệm truyền nhiễm hoặc cao hơn, còn được gọi là trực giác, thụ động hoặc phi thường, là một món quà siêu nhiên mà tâm trí của một người sẽ trở nên hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa. Sự khởi đầu sự suy nghĩ ngẫm này là ngắn gọn và thường xuyên bị gián đoạn bởi sự sao lãng. Làm thế nào để bạn thực hành chiêm nghiệm? Bắt đầu hoặc đẩy mạnh thực hành chiêm nghiệm của bạn, chủ yếu ăn thực phẩm tươi, hữu cơ, làm nhiều công việc cơ thể năng lượng hơn và dành nhiều thời gian hơn trong im lặng và trong tự nhiên. Thiền của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Chúng được gọi là thực hành của người Viking. Nhưng bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ nói với bạn, bất kỳ nỗ lực mới nào cũng cần thực hành. Một lối sống chiêm nghiệm là gì? Một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một cuộc sống được đặc trưng bởi sự độc, cô độc và những lời cầu nguyện. Cần phân biệt cẩn thận những cuộc sống cô độc và cầu nguyện thực sự và trạng thái của cuộc sống trong đó. Mọi thứ được tổ chức chính thức để tạo ra một bầu không khí cầu nguyện và yên tĩnh. Suy ngẫm thiêng liêng là gì? Trong Kitô giáo Đông Phương, chiêm niệm theo nghĩa đen có nghĩa là nhìn thấy Thiên Chúa hoặc có tầm nhìn của Thiên Chúa. Quá trình thay đổi từ ông già tội lỗi thành đứa con sơ sinh của Thiên Chúa và thành bản chất thực sự của chúng ta là tốt và thiêng liêng được gọi là theosis. Một tâm trí chiêm nghiệm là gì? Giáo dục chiêm nghiệm là một triết lý của giáo dục đại học, tích hợp nội tâm và học tập kinh nghiệm vào nghiên cứu học thuật để hỗ trợ sự tham gia học tập và xã hội, phát triển sự hiểu biết bản thân cũng như năng lực phân tích và phê bình và trao dồi kỹ năng để gắn kết xây dựng với. Đời tu tôn giáo là gì? Tôn giáo trầm mặc và anh chị em dẫn thân hoàn toàn để cầu nguyện riêng và việc cử hành thánh lễ. Qua tin của họ, cuộc sống của chiêm niệm, họ ca ngợi Thiên Chúa và cầu bầu với anh ta thay mặt cho toàn thế giới. Làm thế nào để bạn bắt đầu một lời cầu nguyện chiêm niệm? Pat Basel Pennington gợi ý những bước này để thực hành cầu nguyện trung tâm. Ngồi thoải mái và đôi mắt nhắm, thư giãn và im lặng. Hãy yêu và tin vào Chúa. Chọn một lời thiêng liêng hỗ trợ tốt nhất cho ý định chân thành của bạn là sự hiện diện của Chúa và mở ra cho hành động thiêng liêng của Ngài trong bạn. Những lợi ích của chiêm niệm là gì? Những lợi ích của chiêm niệm suy ngẫm làm dịu tâm trí và tinh thần của chúng ta. Do đó nó có thể giúp chúng ta giải tỏa những lo lắng và căng thẳng. Nó cũng chừa chỗ cho tâm trí chúng ta lang thang và sau đó tập trung trở lại. Điều này giúp chúng ta làm rõ những suy nghĩ của chúng ta và có những ý tưởng mới. Tại sao chúng ta suy ngẫm? Suy ngẫm là một liều thuốc giải độc quan trọng cho tâm trí bận rộn quá kích. Dành thời gian lặng lẽ suy ngẫm về sự thật của chúng ta, câu hỏi của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, tiếng nói của trái tim của chúng ta và những thông điệp quan trọng của bản chất trực giác của chúng ta là thời gian cũng không phải là thời gian. Nghệ thuật chiêm nghiệm là gì? Nghệ thuật chiêm nghiệm sử dụng các thực hành nghệ thuật để giúp tạo ra một trạng thái ý thức chiêm nghiệm và theo cách đó nó có thể được coi là một thực hành chiêm nghiệm. Phong trào nghệ thuật quá trình
bắt đầu từ những năm 1960, có một số điểm tương đồng với nghệ thuật chiêm nghiệm và có nguồn gốc từ nghệ thuật biểu diễn và phong trào Dada. Suy ngẫm trong tôn giáo là gì? Trong Kitô giáo, chiêm nghiệm đề cập đến một tâm trí không có nội dung hướng đến nhận thức về Thiên Chúa như một thực tại sống động. Điều này tương ứng theo một số cách với những gì trong tôn giáo phương Đông được gọi là Samadhi. Trong Kitô giáo, Công giáo, chiêm niệm được coi trọng. Sự khác biệt giữa chiêm niệm và thiền định là gì? Trong thiền định phân tán, tâm trí và trí tưởng tượng và các khoa khác được tích cực sử dụng trong nỗ lực tìm hiểu mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện chiêm niệm, hoạt động này bị kiềm hãm, do đó việc chiêm niệm đã được mô tả là một ánh mắt của đức tin, một tình yêu thầm lặng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.